hôm nay mình sẽ review cho mọi người một điều thú vị mà không phải ai cũng biết, rằng tai nghe AirPods của Apple có thể kết nối được với tất cả những cái máy như Nokia 8008, Vatu Signature S, thậm chí là smartphone của dòng Vatu luôn. Thì bây giờ mình sẽ thử thao tác trên một cái máy cho mọi người cùng xem nha. Đây, hiện tại trên Nokia 8008 nè, trên Vatu Signature S và trên cây smartphone Vatu Atobi. Tất cả những cái này đã tìm thấy thiết bị tai nghe AirPods. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để kết nối tai nghe AirPods với lại một chiếc máy. Mình sẽ lấy ví dụ trên chiếc máy Nokia 8008 này. Sau khi mà tìm được tai nghe trên thiết bị, mọi người vẫn sẽ giữ cái nút nguồn đằng sau này để trong quá trình kết nối. Đây, mật khẩu sẽ là 4 con số 0. Mặc định tai nghe AirPods mật khẩu là 4 số 0 nha mọi người. Bây giờ đã kết nối thành công. Khi mà mọi người đóng tai nghe thì tự động bên điện thoại sẽ ngắt kết nối luôn nha. Còn khi mọi người mở ra lấy tai nghe thì nó cũng sẽ tự động kết nối. Đó. Và có thể sử dụng tai nghe AirPods này để nhận các cuộc gọi, thậm chí là nghe nhạc được luôn. Khi nhận cuộc gọi, chúng ta cũng thao tác bình thường giống như khi mà tai nghe kết nối với iPhone thì chạm 2 cái để nghe điện thoại và chạm 2 cái để tắt cuộc gọi. Đã anh em nào biết và thử qua chức năng này chưa? Nếu anh em còn có thêm những cái chức năng nào khác thì để lại ở dưới bình luận để chia sẻ cùng anh em nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Hẹn gặp mọi người tại một video kế tiếp.